Dán BBF bảo vệ bề mặt sơn xe là một trong những giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất ở thời điểm hiện tại. Trên tay Khá đang cầm là một thương hiệu BBF được đánh giá có chất lượng hàng đầu trên thế giới, được nhiều anh em chủ xe, đặc biệt là những dòng xe cao cấp, tin tưởng sử dụng. Đó chính là thương hiệu Manitro của Mỹ. Vậy tại sao Manitro của Mỹ được đánh giá là một thương hiệu có chất lượng hàng đầu trên thế giới? Bây giờ Khá sẽ thực hiện bài test các tính năng đặc biệt của dòng BBF này trên chiếc xe VinFast của Khá nha. Tính năng đặc biệt đầu tiên đó chính là độ bóng của nó rất cao, 9 trên 10 luôn nha anh em. Như xe VinFast hiện tại đang có rất nhiều vết xước nhâm đó, do quá trình rửa xe và di chuyển xe nó gây ra. Đối với những thương hiệu khác thì chúng ta phải đánh xử lý bề mặt sơn để cho nó đẹp, sau đó dán BBF lên nó mới đẹp. Nhưng đối với Manitro này thì không cần phải xử lý bề mặt sơn trước, mà chúng ta dán trực tiếp cái lớp BBF này lên luôn, nó vẫn cực kỳ trong suốt và nó sẽ che hết những khuyết điểm trên bề mặt sơn luôn nha anh em. Bây giờ thì anh em kỹ thuật bên Khá đang tiến hành dán BBF trên nắp capo để chúng ta trải nghiệm xem cái tính năng đầu tiên, đó chính là tính năng che mờ vết xước nhâm và test xem cái độ bóng của nó như thế nào nha. Sau khi mà dán BBF lên xong, bây giờ Khá sẽ dùng đèn gọi gọi cái khu vực mà dán BBF nè. Đó, bây giờ là không thấy vết xước nhâm mà thấy thêm là nó bóng, nó đẹp hơn lớp sơn zin rất rất là nhiều luôn nha. Đó, đây là một tính năng rất đặc biệt của BBF Manitro này nha. Còn khu vực bên ngoài này thì gọi là xước nhâm quá trời luôn. Đó, vô khu vực BBF là hết luôn nè. Tính năng đặc biệt thứ hai đó chính là khả năng tự phục hồi vết xước rất cao. Đây là một cái bàn chải cước, Khá sẽ dùng nó để test cái khả năng phục hồi của tấm BBF này nha. Đó, Khá sẽ dùng chà nè, Khá chà nè. Đó, anh em nhìn xem cái khả năng tự phục hồi vết xước của nó rất nhanh luôn. Đó, Khá chà mạnh luôn nè. Đó, bao nhiêu vết xước là nó tự phục hồi hết. Đương nhiên nếu như chúng ta dùng nhiệt thì nó sẽ còn phục hồi nhanh hơn nữa. Nhưng đặc biệt ở sản phẩm này là không cần dùng nhiệt, nó cũng có khả năng phục hồi nha. Tính năng đặc biệt thứ ba đó chính là khả năng kháng nước cao. Bây giờ Khá sẽ dùng nước xịt lên cái tấm BBF để cho các anh em xem nha. Đó, nó tạo thành cái hiệu ứng lá sen, đó, cực kỳ xịn sò luôn nha anh em. Đây là tính năng có trên những dòng BBF xịn nha. Đó, khu ở dưới là chưa được phủ BBF, phủ mà chưa được dán BBF nè. Đó, trên là đã được dán BBF, anh em nhìn xem. Đó, ở bên hông nè, xịt vô nhiêu là nó chảy xuống nè anh em, thấy không? Đó, tạo thành những cái hạt nước chảy xuống. Tính năng đặc biệt thứ tư đó chính là khả năng bảo vệ sơn xe cực kỳ cao. Nếu có những va chạm nó tương đối nhỏ, nó không quá lớn, nó chỉ ảnh hưởng tới lớp BBF mà không ảnh hưởng tới bề mặt sơn. Bây giờ trên tay Khá đang cầm là con vít ba ke anh em. Đó, bây giờ Khá sẽ dùng cái lực mạnh để mà cào lên trên đây luôn nha. Đó, đó, cào lên luôn nha, cào mạnh lên luôn. Đó, anh em nhìn xem, mình dùng lực mạnh, mình cào mạnh luôn nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo cái tấm BBF này ra để xem bề mặt sơn xe bên trong nó có bị ảnh hưởng không nha. Đó, sau khi mà gỡ lớp BBF ra thì nó không bị ảnh hưởng cái bề mặt sơn nha anh em. Lúc nãy Khá đã cào rất là mạnh tay luôn, nhưng mà khi gỡ ra giờ anh em nhìn xem, nó không có một cái đường dọc này luôn. Đó, nhìn xem. Hãy liên hệ ngay với Rotu để được tư vấn, trải nghiệm và sở hữu cho mình một bộ áo giáp xịn sò để bảo vệ bề mặt sơn xe của mình. Và bây giờ Khá mời các anh em cùng xem qua clip tổng hợp các dòng xe đã dán BBF Manitro tại Rotu.